Ngọc Sơn xin kính chào quý vị. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh thành và suốt đời gian khổ vì con. Hôm nay có mẹ yêu đã theo con và có Ngọc Hải, một gia đình anh chị em rất là êm ấm. Xin cảm ơn đài truyền hình VTV9, truyền thông Khang đã cho Ngọc Sơn một đêm dấu ấn cuộc đời không bao giờ phai nhạt. Xin cảm ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh, cảm ơn nhà báo Minh Đức cùng tập thể anh em ở đoàn dấu ấn đã tạo nên đêm nay. Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi, nghĩa tình mấy chục năm trời, Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời không quên. Vâng, và bây giờ là lúc để tất cả các khán giả của Ngọc Sơn, tức là đại gia đình của Ngọc Sơn, chúng ta hãy cùng nhau đến với màn trình diễn sôi động nhất của đêm nay. Và quý vị đừng ngần ngại mà đứng lên và nhảy múa cùng với Ngọc Sơn cho phần trình diễn để khép lại đêm nay. Và bây giờ sân khấu lại thuộc về anh đấy, anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn muốn nghe âm thanh thân thương từ đại gia đình đã khiến Ngọc Sơn cảm động trong suốt mấy chục năm qua. Đại gia đình dấu yêu ơi! Đại gia đình ơi! Rằng anh yêu em, yêu nghe phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau. Chị em ơi, yêu anh yêu anh nhé. Yeah.
mòn. Dù sao đi nữa em vẫn number one. La 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 la. Trời sáng soi khắp nơi nơi, nàng đã đến ôi tuyệt vời. Tình trắng chỉ phút ban đầu, hiện giờ hết cho người và sẽ mãi yêu người thôi. Đường tình nào được mấy ai, chẳng nhận thật yêu đắng cay. Thời người dấu yêu của tôi ơi, xin đừng đa nghi, xin em đừng hững hờ. Này người yêu ơi, em number one trong trái tim này, number one suốt cuộc đời, number one trong can đá mòn. Dù sao đi nữa em vẫn number one. La 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 la. Em vẫn number one. La 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 la. Em vẫn number one. La 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 la. La 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 la. Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 với nhân vật chính là ca sĩ Phan Đình Tùng. Xin cảm ơn ban nhạc Headline và nhạc sĩ Hùng Cường, Vũ Đoàn Ô, Vũ Đoàn Việt Hải và nhóm Bè Trio. Đặc biệt cảm ơn ca sĩ Ngọc Sơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với Ngọc Sơn và Dấu Ấn.